Chào các bạn, trong tutorial ngày hôm nay thì mình sẽ đi vào chúng ta nói về một cái tính năng nhỏ của Mocha trong việc track các cái mặt phẳng. Thì đây là cái tính năng nó gọi là manual track. Nó sẽ cho phép chúng ta tự track bằng mắt của mình thay vì là sử dụng chức năng tự động của Mocha để mà track. Thì tại vì đối với một số cái cảnh quay mà ví dụ với những cái chuyển động nó nhanh, nó phức tạp thì có thể là cái chức năng auto track của Mocha nó sẽ không có theo kịp. Thế thì ở đây trong những cái thời điểm những cái thể loại đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái chức năng manual track để chúng ta chỉnh sửa cái kết quả track bằng tay, thì nó sẽ đưa lại kết quả có thể là tốt hơn cho cái kết quả track của chúng ta. Thì trước khi vào bài, mình cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình bằng cách like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm nhiều động lực xây dựng những nội dung mới cho các bạn. Và bên cạnh đó thì tất cả những cái file thực hành project, những software plugin, stock footage mình sử dụng trong các bài của mình thì đều có link download trong phần mô tả của video. Các bạn có thể xuống để download. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài, và đây là cảnh quay mà mình sẽ sử dụng. Thì ở đây thì chị Cát Tường sẽ đeo một cái biển màu xanh ở trên phần đầu này, và chúng ta sẽ phải track cái biển này ra và chúng ta sẽ gắn một cái hình ảnh mới vào đây. Thế thì thực ra cái cảnh quay này thì nó cũng đa phần là cái biển màu xanh này nó sẽ nằm trực diện với khung hình, thì thực ra nó sẽ khá là dễ để mà track. Nhưng mà chỉ có một cái đoạn ở đây, đó là khi mà chị Cát Tường chỉ quay qua phía bên đây thì các bạn thấy là cái bề mặt chúng ta nó sẽ bị thay đổi cái perspective, và cái đoạn này thì nếu mà chúng ta track bằng auto track thì nó sẽ không có được. Thì ở đây thì mình sẽ thử áp dụng Mocha vào để chúng ta track thử ha. Boris FX Mocha Pro. Và mình sẽ bấm vào cái nút Mocha để vào trong giao diện của Mocha. Rồi thì cái việc đầu tiên là mình sẽ vẽ một cái mask, đúng không? Thì mình sẽ zoom vào cái cảnh quay của chúng ta, mình sẽ dùng X-play, mình trở về frame số 0 và bắt đầu mình sẽ vẽ một cái mask xung quanh cái biển màu xanh này. Rồi và tiếp theo là mình sẽ bấm track, đúng không? Thì ở đây thì chúng ta có thể select, chẳng hạn như là ở đây chúng ta sẽ chọn cái small motion ở phần này. Nếu mà đây là cái những cái chuyển động nó không có quá nhiều, chúng ta sẽ chọn là small motion và đây mình sẽ bấm track. Thì các bạn thấy là cái mask chúng ta cũng được track theo khá là ổn, nhưng mà ở đây khi mà đến phần bắt đầu là đến phần chị Cát Tường chỉ xoay qua thì các bạn thấy rõ ràng là cái kết quả track của chúng ta nó sẽ bị lệch ngay lập tức. Được chưa? Đó. Thế thì bây giờ ở cái thời điểm mà chị Cát Tường xoay đi ở cái frame này, đúng không? Là bắt đầu cái track của chúng ta nó bị lệch đi nè. Thế thì từ cái đoạn này thì chúng ta sẽ không có vừa sử dụng chế độ auto track của Mocha nữa, mà chúng ta sẽ chuyển sang chế độ manual track ở ngay đây. Mình check vào này. Thì ở đây thì chuyển sang chế độ manual track, các bạn sẽ thấy nó sẽ hiển thị trên cái timeline chúng ta những cái keyframe màu xanh lá cây này để chúng ta nắm bắt được các cái keyframe hiện có trên cái timeline của chúng ta. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi từng frame. Ở đây thì mình sẽ bấm mũi tên đi đến một frame và mình sẽ bắt đầu di chuyển cái biển của mình lại theo về đúng cái vị trí xung quanh cái biển màu xanh của chúng ta. Đó, thì đây chính là cái cách mà chúng ta sẽ sử dụng chế độ manual track để chúng ta sử dụng mắt của mình để chúng ta di chuyển cái điểm track. Và ở đây thì để mà chúng ta áp dụng cái manual track thì các bạn thấy là ở đây mình sẽ Ctrl Z lại để nó không có bị lệch á, thì mình sẽ phải tùy chỉnh cái surface của cái planar track của chúng ta. Thì ở đây mình sẽ bấm vào cái nút màu xanh ở đây có chữ S, mình bấm vào để mình show cái planar surface và mình sẽ kéo cái planar surface. Ở đây thì mình tạm thời mình chuyển lại chế độ small motion trước, mình sẽ kéo lại cái planar surface của mình cho nó đúng với cái kích thước của đúng với cái surface của mình, cái tấm màu xanh này. Và sau đó thì mình sẽ chuyển lại thành chế độ manual track, và bây giờ thì chúng ta có thể đi từng frame và mình sẽ kéo cái planar surface của mình. Thì khi mình kéo cái planar surface thì cái mask của mình nó cũng sẽ đi theo, được chưa? Và nó sẽ, và các bạn thấy là nó sẽ thực hiện key cái mask cũng như là cái planar surface của mình. Thì cứ như vậy chúng ta cứ đi đến từng frame ha, và chúng ta sẽ di chuyển cái mask của mình, cái surface của mình. Để mà nó đi theo cái chuyển động của cái tấm màu xanh này. Ở đây thì mình sẽ thực hiện nhanh cái đoạn này. Sau khi mà chúng ta đi qua được cái đoạn khó khăn này thì các bạn có thể tiếp tục sử dụng chức năng Auto Track để chúng ta track tiếp những cái frame còn lại, thay vì chúng ta phải track bằng tay tất cả mọi frame, đúng không? Ở đây thì mình sẽ đi qua cho hết các cái frame khó khăn lúc mà chị Cát Tường xoay cái đầu qua, đúng không? Thì các bạn đều biết là với cái kỹ thuật track á, thì một khi mà chúng ta sử dụng chế độ auto track mà không được thì chúng ta nên nghĩ đến việc là chúng ta sử dụng manual, chúng ta track bằng mắt, bằng tay của mình. Thì như vậy tại vì con người thì như chúng ta sẽ biết cái điểm nào nó nằm ở đâu, đúng không? Chứ còn phần mềm nhiều khi nó không có hiểu được cái chuyện đó, cho nên là chúng ta mà track thì đa phần là sẽ chính xác hơn là sử dụng auto track. Thì cái vấn đề chỉ là cái auto track thì nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian hơn, chúng ta sẽ đỡ phải tốn công di chuyển từng cái frame, đúng không? Thì bây giờ bắt đầu các bạn thấy là cái tấm màu xanh này nó bắt đầu nó chuẩn bị trở lại cái shape ban đầu. Chúng ta qua được cái đoạn khó khăn rồi đó. Thì bây giờ chúng ta chuẩn bị có thể là chúng ta track, tiếp tục track auto được rồi. Mình sẽ đi qua nốt một số frame đến khi nào cái tấm biển của chúng ta nó trở lại trực diện với khung hình ở frame này, được chưa? Thì sau khi mà mình đã track được đến cái frame này mà chúng ta thấy cũng khá là ổn rồi, thì chúng ta sẽ chuyển lại chế độ là small motion. Và bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục nếu mà chưa được thì chúng ta lại chuyển lại manual track, và mình sẽ key tiếp một vài frame. Mình key tiếp một vài frame. Chuyển lại small motion. Mình sẽ mình sẽ bấm track tiếp. Thì các bạn sẽ thấy là bây giờ thì cái điểm track nó sẽ đi theo, tự động đi theo, chúng ta không cần phải di chuyển từng frame nữa ha. Rồi, thế thì như vậy là chúng ta đã xử lý xong cái tracking của cái cảnh quay này và đi qua được cái chỗ khó khăn là khi mà diễn viên của chúng ta xoay cái đầu qua bằng cái kỹ thuật manual track. Bây giờ sau khi xong thì chúng ta sẽ bấm lưu lại cái project này, bấm vào cái nút mũi tên lưu lại và chúng ta thoát ra. Sau đó thì ở đây mình sẽ test cái kết quả, mình sẽ đưa vào một cái hình chẳng hạn, một cái hình graphic. Cái hình graphic này mình sẽ phóng cho nó to ra, đúng không? Và mình sẽ pre-compose nó. Mình sẽ vào layer pre-compose, move on attribute to the new composition, đặt cho nó cái tên chẳng hạn như là poster, được chưa? Và sau đó thì mình sẽ select cái layer mà hồi nãy chúng ta áp dụng Mocha. Mình sẽ vào phần tracking data. Trong phần export option mình sẽ dùng CC Power Pin. Trong phần layer export to mình sẽ vào đây, mình chọn cái composter của mình và mình bấm apply export. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ apply cái biển poster vào cái vào đầu của người diễn viên của mình. Thì tất nhiên là các bạn cũng phải xử lý thêm về thứ nhất là chúng ta có thể key cái phông xanh ở đây. Thì ví dụ nếu mà để key phông xanh, mình sẽ lôi cái layer góc của mình lên trên cái poster, mình áp dụng cái key line vào chẳng hạn, đúng không? Mình key và mình sẽ kiểm tra cái kết quả key. Sử dụng phần screen mode để chúng ta loại bỏ các cái noise, chuyển lại thành final result. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ đưa cái bật lại cái layer poster lên. Và vì chúng ta sử dụng CC Power Pin nên chúng ta có thể vào phần expansion, chúng ta tăng giảm kích thước của cái tấm poster này một cách rất là thoải mái. Nó sẽ nằm ở bên trong cái khung và chúng ta đã key phông xanh rồi, được chưa? Rồi thì như vậy là chúng ta đã thực hiện key xong cái cảnh quay. Thì nó chỉ có một cái vấn đề chúng ta cần lưu ý, đó là cái lúc mà diễn viên chúng ta xoay cái đầu đó, thì đó là cái lúc mà chúng ta track auto nó khá là khó. Thế cho nên là ở đây thì các bạn có thể dùng chức năng manual track như mình đã thực hiện để vượt qua những cái giai đoạn khó khăn đó. Thì tutorial ngắn ngày hôm nay xin phép kết thúc ở đây. Thì mong là cái tutorial này sẽ có ích cho các bạn trong cái việc các bạn thực hiện track các cái bề mặt cho những cái video quảng cáo của chúng ta. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của mình bằng cách là like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm nhiều động lực tạo thêm những cái nội dung mới cho chúng ta. Và tất cả những cái file thực hành project, những cái plugin, software, stock footage mà mình sử dụng trong các bài của mình thì đều có link download trong phần mô tả của video. Các bạn có thể xuống để download. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại.